Giờ này còn chưa tắt đèn nữa. Bà đi đâu vậy ta? Gì mà lộn xộn vậy trời? Chị Lan ơi! Báo cáo, bước đầu có thể dự đoán nạn nhân tử vong cách đây khoảng hơn 12 tiếng. Trên mình tử thi có dấu hiệu gì bất thường không? Tử thi được phát hiện trong tình trạng lõa thể. Vùng cổ có hai vết bầm ở bên trái và phải. Khả năng là do giật tay mềm bóp và đè nén mạnh. Giật tay mềm? Có khả năng đó là tay của hung thủ. Đúng vậy. Từ tư thế nằm của nạn nhân, có thể dự đoán nạn nhân chưa chết trước khi bị hung thủ bỏ vào thùng nước. Sau đó mới giãy giụa và tử vong do ngạt nước. Đồng chí cho đem tử thi này về phòng kỹ thuật hình sự, tiếp tục làm các bước xét nghiệm dựa trên cơ sở khoa học để tìm ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân sớm nhất. Báo cáo, tại đây không tìm được vật chứng nào có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Hiện trường từ chiếc giường để lại vài vết bầm trên cổ của nạn nhân. Có thể suy đoán trước khi hung thủ ra tay, hai người đã xảy ra xô xát. Ngoài ra, từ tình trạng lõa thể của nạn nhân cũng có thể suy đoán hung thủ đã có ý định hiếp dâm nạn nhân, nhưng đã không thực hiện được ý đồ đó, vì nạn nhân đã bị bất tỉnh. Sau đó hung thủ lôi nạn nhân ra nhà sau bỏ vào lu nước để tạo hiện trường giả đánh lừa cơ quan điều tra. Nhưng đây chỉ mới là suy đoán của tôi. Các đồng chí tiếp tục tìm kiếm xem có phát hiện ra manh mối gì không. Đó. Chị của tôi sống hiền lành lắm, không có hiềm khích với ai hết á. Dù sao chị Lan cũng đã mất rồi, chị nên nén đau buồn lại, hợp tác tốt với chúng tôi để sớm tìm ra kẻ thủ ác. Trong thời gian gần đây, chị có thấy ai hay qua lại nhà chị Lan không? Tôi có chồng ở xa, cho nên á là lâu lâu tôi mới ghé thăm chị có một lần. Còn cái việc ai qua lại thì tôi không rành lắm. Vậy chị có biết chị Lan có quan hệ tình cảm với ai không? Chị vẫn sống có một mình à. Suốt ngày chị vẫn chăm sóc vườn dừa của nhà thôi à. Chị có nhiều người theo đuổi lắm, mà chị Lan không có nói với tôi, cho nên là tôi không có biết là chị đang quen ai hết á. Chị có để ý chị Lan hay mang tài sản gì trong người không? Có. Chị có một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn là kỷ vật của má tôi để lại. Ngoài ra chị còn dùng thêm một chiếc điện thoại màu xám. Với lại cái bóp tiền của chị tôi cũng mất luôn. Cảm ơn chị. Bộ phận pháp y vừa phát hiện máu và mô da trong móng tay của nạn nhân và đã đem đi xét nghiệm ADN. Có thể nó là của hung thủ. Theo tôi nghĩ, đây có thể là vụ án giết người cướp tài sản, vì toàn bộ nhẫn dây chuyền, bóp và điện thoại của nạn nhân đều biến mất. Hung thủ có thể là người quen với nạn nhân. Nếu là người lạ thì hung thủ không thể nào vào nhà nạn nhân dễ dàng như vậy được. Cũng chưa chắc. Hung thủ vẫn có thể là người lạ, nhân lúc nạn nhân sơ hở và lẻn vào nhà. Nhưng tất cả chỉ mới là suy đoán của tôi. Các đồng chí khẩn trương tìm hiểu xem thời gian gần đây nạn nhân đã từng qua lại với những ai. Chị Lan không có hay qua lại với hàng xóm. Mà hôm bà mất, lúc tôi đi làm về tôi có nhìn thấy. Dừng xe! Dừng lại!
Lan. Không nói nhiều nữa, anh đi về đi, tôi hết tiền rồi. Lan. Tôi thấy hai người căng thẳng lắm. Vậy anh có biết người đàn ông đó không? Ông đó hình như là tên Tâm, ở xóm dưới. Chắc anh xuống đó hỏi cho chắc. Tôi không có rảnh. Kìa, nhà anh Tâm bên đó đó. Ôi mà cái thằng này á, tối ngày nó cứ ăn chơi cờ bạc gái guốc không à, không có lo làm ăn gì hết. Giờ này muốn tới nhà gặp nó không gặp đâu, muốn gặp nó ra quán cà phê ngoài đầu đường á. Alo, mày đang ở đâu vậy? Qua quán bà Bảy gấp. Mẹ đi trưa rồi. Rồi rồi, nhanh nha. Anh Tâm. Ủa gì vậy anh? Chúng tôi thuộc tội trọng án, đang thụ lý vụ án mạng của chị Nguyễn Ngọc Lan. Hả? Lan chết rồi hả? Tôi đã nói rồi, tôi không có giết Lan. Tại sao mấy anh mời tôi về đây? Chúng tôi vẫn chưa khẳng định là anh có liên quan đến cái chết của chị Lan, mà chúng tôi chỉ muốn biết thêm một số thông tin của chị ấy. Anh cho tôi hỏi, anh và chị Lan có mối quan hệ như thế nào? Lan là bạn gái của tôi. Hai người quen nhau bao lâu rồi? Khoảng 2 tháng. Ngày xảy ra vụ án, có phải anh đã chở chị Lan về nhà đúng không? Đúng. Nhưng mà tôi đưa Lan về là chuyện bình thường mà. Lan là bạn gái của tôi. Nhưng hôm đó hai người đã xảy ra cãi nhau. Anh dựa vào những chuyện này để nói tôi giết Lan hả? Tôi nói cho anh biết một lần nữa, tôi không có giết Lan. Mấy anh thả tôi về đi. Anh cứ bình tĩnh. Hiện tại chúng tôi đang điều tra một vụ trọng án. Chính vì vậy không được phép bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Trong khi anh lại là người yêu của chị Lan, yêu cầu anh hợp tác với chúng tôi để sớm tìm ra hung thủ. Đề nghị anh kể lại cuộc cãi giả giữa anh và chị Lan ngày hôm đó. Hôm đó Lan, em đừng có giận anh nữa mà Lan. Anh mới lấy của tôi chục triệu chưa đầy một tuần, bây giờ anh đòi lấy nữa là sao? Hay là lấy tiền, anh lấy tiền của tôi nuôi gái đúng không? Không có, anh không có nuôi ai hết á, anh thề luôn á, anh không có mà. Vậy tại sao nó mau hết tiền như vậy? Anh trả nợ. Trả nợ? Anh lại đánh bài nữa hả? Anh ngố anh nước hết bao nhiêu tiền của tôi cho cái sòng bài của anh rồi hả? Không có, anh bỏ đánh bài lâu rồi. Cái này là nợ cũ, anh còn thiếu 5 triệu, tụi nó đòi quá. Tôi hết tiền rồi. À, hồi sáng anh mới thấy em bán dừa 10 mấy triệu mà. Bán là người ta đã trả tiền cho tôi đâu. Mà giờ tôi có tiền đi chăng nữa, tôi cũng không phải cái ngân hàng. Anh muốn lấy lúc nào thì anh lấy. Không nói nhiều nữa, anh đi về đi. Lan. Anh đi. Em nghe nói rồi Lan. Tôi hết tiền rồi, Lan. Anh đi. Sau đó thì sao? Sau đó tôi qua quán bà Bảy đánh bài tới sáng. Từ ngày hôm đó tôi không còn gặp Lan nữa. Cho tới khi nghe cái anh nói, tôi mới biết là Lan đã bị giết. Nếu các anh không tin, các anh có thể qua quán bà Bảy hỏi là từ trưa hôm đó tới sáng ngày hôm sau tôi có ở đó hay không. Được rồi, bây giờ anh có thể đi về. Nếu cần thông tin gì á, chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau. Ngày 14 tháng 9, anh Tâm có ở quán chị không? Có, nó chơi đánh bài khoảng trưa trưa, bữa nay tới sáng hôm sau mới về. Anh Tâm đánh bài với những ai? Thì chơi với những người ở vòng vòng xóm. Chị có biết á, chứa chấp cờ bạc á là phạm pháp không? Lần này á, tụi tôi nhắc nhở thôi, mong chị á đừng có tái phạm nữa nha. Dạ, tôi biết rồi. Chào chị, tôi về. Báo cáo,
Tôi đã xác minh toàn bộ lời khai về chứng cứ ngoại phạm của anh Tâm là đúng. Máu và mô da trên móng tay của nạn nhân không phải là của anh Tâm. Có nghĩa hung thủ vẫn còn là một ẩn số. Manh mối có thể ở đây. Theo lời kể của Tâm thì sáng hôm xảy ra vụ án, nạn nhân đã từng bán dừa. Như vậy, ngày 14 tháng 9, nạn nhân đã gặp những người buôn dừa. À, tôi hiểu rồi. Việc của chúng ta bây giờ là phải tìm xem sáng hôm đó nạn nhân đã bán dừa cho ai. Đúng vậy. Ừ, chiều tôi giao cho nha. Anh Thanh. Anh là Thanh Đen. Đúng vậy. Mà mấy anh là ai? Chúng tôi thuộc đội trọng án đang thụ lý cái chết của chị Nguyễn Ngọc Lan. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan. Lan nào? Tôi không biết Lan nào hết á. Thôi, tôi có công chuyện phải đi đây. Anh Thanh, mày làm gì vậy? Hả? Mời anh về cơ quan phục vụ công tác điều tra. Tôi làm gì đâu? Ngày 14 tháng 9, có phải anh đã tới nhà chị Lan để mua dừa không? Tôi đề nghị anh trả lời câu hỏi của tôi. Tôi không có mua, mà tôi cũng không có biết Lan Huệ nào cả. Tôi nhắc lại, ngày 14 tháng 9, có phải anh đã qua nhà của chị Lan để thu mua dừa không? Tôi đã nói tôi không biết. Mà sao mấy anh hỏi hoài à? Tôi khuyên anh nên tỏ thái độ hợp tác bằng cách là trả lời thành thật những câu hỏi của chúng tôi. Báo cáo, đã xác minh được chiếc điện thoại mà Thanh Đen đang xài là của nạn nhân. Cảm ơn đồng chí. Gì kỳ vậy? Điện thoại đó của tôi chứ của nạn nhân nào? Cái gì mà xác minh? Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác minh được chiếc điện thoại mà anh đang sử dụng là của nạn nhân. Anh giải thích như thế nào về ba vết xước trên mặt của anh? Hỏi là hỏi như vậy thôi, chứ chúng tôi đã có tất cả chứng cứ trong tay. Chúng tôi đã xác định được mô da và máu của anh trong ngón tay của nạn nhân. Với những chứng cứ này á, thì việc anh nên làm bây giờ á là thành khẩn khai báo. Anh đừng quan cố nữa. Vậy là mấy anh đã biết hết rồi. Tôi xin khai à. Anh biết chị Lan khi nào? Dạ, cách đây 4 ngày. Anh coi á, mua sao cho được giá để làm ăn lâu dài nha anh. Cô cứ yên tâm, tôi mua lúc nào là cũng cao hơn người ta một hai phân hết á. Giữ mối làm ăn á mà. Vậy á, sáng 14 á, anh cho người qua bẻ luôn nha anh. Ừ, sáng 14 tôi cho người qua bẻ. Đúng là cô chủ vườn dừa, uống nước dừa với tắm nước dừa riết hả? Ta nói trắng như bông bưởi luôn á nghe. Mà nè, tôi nói chơi thôi mà. Dạ, đúng hẹn. Ngày 14 tôi qua tôi bẻ dừa. Cảm ơn anh. Ông xã đâu không thấy ra phụ cô. Trời ơi, phụ nữ mà làm chuyện nặng nhọc vậy, tội nghiệp quá vậy. Tôi sống một mình, tôi chưa có chồng. Làm mấy công việc này riết tôi cũng quen à. Thôi anh gom tiếp đi nha. Bây giờ tôi phải có việc đi lên sóng trên cái đã. Cô có việc thì cứ đi đi. Để tôi gom hết ba cái dừa này, tôi đem ra dừa, rồi tôi lấy tiền, tối về tôi ghé tôi trả cho cô. Rồi cảm ơn anh. Giờ tôi đi nha. Xinh đẹp dễ thương ngon côm vậy mà chưa có chồng hả trời.
Ôi, tiếc quá. Giờ tối hôm đó, cũng khoảng 9-10 giờ tối gì đó, tôi đem tiền qua tôi trả cho cô Lan. Cô Lan ơi, còn thức không cô Lan ơi? Cô Lan có nhà không cô Lan? Chờ chút. Cô Lan cũng ngủ sớm quá ha. Hồi chiều giờ ta nói công chuyện tùm lum, không có rảnh đành đem ba cái tiền qua trả cho cô. Tới giờ mới rảnh. Không sao đâu anh, nhưng mà sao đêm khuya rồi anh đi chi vậy cho cực. Sáng mai anh qua cũng được mà. Thôi, lấy được tiền rồi á, đem trả cô cho xong, cho nhẹ lòng. Hồi chiều giờ lu bu quá, khát nước mà chưa có uống được nữa. Cô có nước cho xin miếng nước nha. Ừ, nhanh vô đi, tôi rót nước cho anh uống. Mà tối như vậy á, vô có phiền phức gì cô không? Không có sao đâu, thôi anh vô đi. Cảm ơn cô. Nhà cửa rộng rãi như vậy mà ở có mình ên vậy hả cô Lan? Không giấu gì anh, ba má tôi mất sớm. Nhỏ em bây giờ thì nó đang ở nhà chồng. Tôi không ở một mình á, thì tôi ở với ai? Đây là 10.500.000 tiền vừa hồi sáng đó. Tôi đếm kỹ rồi đó. Nhưng mà thôi, cô đếm lại đi cho nó chắc ăn nha. Đủ rồi đó anh. Thôi anh uống nước tiếp đi, tôi vô cất tiền cái đã. Thank you.
Đúng rồi. Đúng. Đi lên công an đó. Nhanh lên. Cứu tôi đi. Các đồng chí quan sát và kiểm tra thật kỹ hiện trường, đặc biệt là những nơi có thể lưu lại dấu vân tay của đối tượng. Những vết máu nhất định không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Tiến hành kiểm tra. Hiện trường phát hiện rất nhiều dấu vân tay, tuy nhiên vẫn không thấy hung khí. Phòng khách và nhà bếp thì không có dấu hiệu bị lục lọi. Được rồi. Còn đồng chí thì sao? Theo như thông tin được biết thì nạn nhân là chị Nguyễn Thị Quê, 27 tuổi, là chủ nhân của ngôi nhà này. Hiện tại thì chị đang được cấp cứu trong bệnh viện với trạng thái còn hỗn loạn. Nghề nghiệp của chị thì chưa được xác định, nhưng mà tôi tìm thấy được cái này. Như vậy, có thể hình dung, trong lúc nạn nhân không có ở đây, thì hung thủ đã di chuyển từ bên ngoài vào trong phòng và lục lọi khắp nơi. Cùng lúc đó, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Quê di chuyển từ phòng tắm ra đến đây, thì nhìn thấy hung thủ và cả hai đã xảy ra giằng co. Sau đó, hung thủ đã dùng hung khí đâm trọng thương nạn nhân. Và cuối cùng, hắn đã bỏ trốn theo hướng này. Đây là những gì mà chúng ta thu thập được tại hiện trường. Các đồng chí có ý kiến gì không? Theo những chứng cứ mà chúng ta thu thập được ngày hôm qua, thì khả năng công việc của chị Nguyễn Thị Quê chính là biên đề. Và khách hàng chủ yếu của chị là nam giới, cho nên là khả năng mâu thuẫn về tiền bạc rất là cao. Phòng khách, nhà bếp không có dấu hiệu bị lục lọi. Hung thủ đi thẳng vào phòng ngủ. Hắn đã biết tài sản của nạn nhân được giấu ở đâu. Vậy là hung thủ chắc chắn đã từng đến nhà của chị Quê, nên mới biết được tường tận ngõ ngách đến như vậy. Cũng theo thông tin từ bệnh viện, thì hung khí gây ra vết thương trên bụng của nạn nhân có thể là con dao gọt trái cây hiệu Thái Lan, chiều dài từ 12-15cm, chiều rộng dao từ 2-3cm. Dao Thái Lan có thể là do hung thủ mang theo, hoặc cũng có thể là được tìm mua ở chợ. Alo, tôi nghe đây. Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn. Tỷ lệ bị thương của nạn nhân là 20%. Hiện tại thì sức khỏe của nạn nhân đã được hồi phục và có thể xuất viện. Theo lời khai ban đầu mà nạn nhân cung cấp thì chị ta bị mất một sợi dây chuyền và tổng giá trị tài sản khoảng hơn 6 triệu đồng. Chiều nay chúng ta có thể tiếp tục lấy lời khai của nạn nhân. Vậy có nghĩa là hành động này của hung thủ đủ để cấu thành tội giết người cướp tài sản? Cũng có thể là như vậy. Đồng chí giúp tôi là một bản thống kê về các đối tượng từng có tiền án tiền sự và các đối tượng vừa mới ra tù có liên quan đến công việc làm ăn của nạn nhân. Đặc biệt là những đối tượng thường hay nợ nần và thường xảy ra mâu thuẫn xích mích với nạn nhân trong thời gian gần đây. Còn đồng chí giúp tôi tiếp tục phân tích các dữ liệu mà chúng ta thu thập được tại hiện trường. Sức khỏe của chị đã ổn hơn chưa? Cảm ơn cán bộ, em cũng đỡ hơn rồi. Chị có thể kể lại chi tiết diễn biến của vụ án xảy ra ngày hôm đó hay không? Hôm đó em đi làm về, sau rồi em đi tắm. Tắm xong thì đi ra. Cô làm gì đấy bác? Còn gương mặt của hung thủ
Nó bịt mặt mà. Vậy dạo gần đây chị có gây mâu thuẫn với ai về tiền bạc hay không? Không. Còn các mối quan hệ trong cuộc sống, hàng xóm nói gì? Trời ơi, em sống một mình mà, em dạy gì mà đụng tới ai. Nhưng mà em mà đã không đụng tới ai thì thôi, chị cũng đừng có đụng tới em. Chị chắc chắn là kẻ bịt mặt đó đang lục lọi tài sản của chị. Trời ơi, em chắc luôn á. Nó tưởng em là cất đồ trong đó, nhưng mà em đâu có ngu gì. À, mà cán bộ phải giúp em tìm được cái sợi dây chuyền của em nha. Anh có mối quan hệ gì với chị Quê? Nói thiệt với cán bộ, lúc trước em cũng có nợ tiền của bả để ghi mấy con đề, nhưng mà em trả rồi. Vào ngày 23 và 24, anh đã làm gì, ở đâu, chị với ai? À, em lên Sài Gòn với đám bạn chị. Có ai làm chứng cho anh không? À, tụi thằng Minh Mạnh làm chứng cho em đó chị. Tụi nó rủ em lên Sài Gòn nhậu á chị. Có ai làm chứng cho anh không? Anh làm gì ở đây? Chị mày la lớn gì vậy nội? Tôi đang định có cái vụ này mấy bữa nay nè, ông làm gì ông vũ hết hồn chứ. Vậy anh hàng xóm đây hả? Ờ, gì nữa? Vậy là chắc chắn anh biết về cái vụ trộm. Biết sao không biết. Ba cái chuyện này tôi theo dõi hôm nay. Tôi nói hả, cái vụ này tôi nghi lâu lắm rồi, không sớm thì muộn cũng xảy ra. Anh nói vậy là sao? Nghĩa là cái con nhỏ này nè, ngoài cái chuyện mà nó làm chủ nợ của mấy người biết số đề đó, nó còn có những cái mối quan hệ vậy. Không hiểu hả? À, cho dễ hiểu nè, nè. Đó, hiểu không? Anh có thể nói rõ hơn được chứ. Có nghĩa là nó có cái mối quan hệ phức tạp lắm. Hồi lúc trước ha, nó quen với cái thằng trai trẻ nhỏ không hả? Ôi, tôi nói nháo nhào tối ngày vậy đó. Sao tự nhiên nó gu cho nổi? Cái bắt đầu nó quen những cái trai đàn ông mà nó độc lạ không? Ừ, vậy đó. À, không có tôi. Đừng nghĩ bay, nó nói tôi nhiều chuyện, nó không chịu đâu. Nghe không? Có lần tôi nói trời, tôi cũng đánh lộn luôn nha. Làm dữ lắm, tôi tưởng là giết người luôn, tưởng tạc axit luôn á. Nguy hiểm lắm. Sao? Yêu nhau được nhiêu lâu rồi? Nếm mày. Ba ngày. Rồi yêu tôi thiệt không? Anh yêu em thật lòng nha, anh nhét nhon em suốt cuộc đời. Là tôi suốt đời luôn á hả? Ừ. Anh hứa là anh sẽ bảo vệ cho em. À, sẽ không có ai mà động được tới em hết. Đồ gian phu giám phủ. Ê, bà gì đây? Ê. Nè. Nè. Đi đâu vậy? Anh làm cái gì vậy? Dù gì tao cũng là người yêu cũ của mày nha. Tôi nói cho em biết nghe chưa, tôi với anh là kết thúc lâu lắm rồi nghe chưa, hết duyên hết phận rồi thôi. Nè, ngon giết tôi đi, nè, giết đi mà vô tù nghe chưa. Coi chừng tao á. Chris. Ngon ngày cái gì thiệt, chơi không vô à, mất giết ép à. Ha, rồi á, cái thằng đó tôi nhớ tôi là thằng Đô hay Đơ gì đó. Bữa nay nè, tôi lỡ tôi rình, tôi nghi luôn, tôi nghi thế nào nó cũng trở đây rồi, nó giết con nhỏ này. Tôi rình á, tôi đang rình á. Ừ. Thôi giờ, chưa, tôi về, tôi lo cơm cho mấy nhỏ. Nhớ nha, ở đây thằng chịu tôi quay lại tôi có tiếp. Nha, đi. Alo, tôi nghe đây. Thưa thiếu tá, các đối tượng tình nghi theo hướng điều tra của chúng ta đều có chứng cứ ngoại phạm. Được rồi, tôi biết rồi. Chúng ta phải chuyển hướng điều tra thôi. Tôi sẽ về ngay. Hiện tại
thì nạn nhân đã có thể nhớ ra được một vài chi tiết trên gương mặt của hung thủ. Và điều quan trọng đặc biệt ở đây là tên hung thủ này sử dụng găng tay khi hắn thực hiện hành vi tội ác của chính mình. Như vậy, các dấu vân tay phát hiện tại hiện trường rất có thể không phải của hung thủ. Cần thiết thì chúng ta sẽ cho mời họa sĩ truyền thần để phát họa chân dung của hung thủ theo trí nhớ của nạn nhân. Trong lần lấy lời khai vừa rồi, tôi suy đoán chị ta có khá nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp. Chị hút thuốc hả? Trời ơi, đâu có đâu. Mấy cái này là của mấy thằng bạn trai em. Tôi cũng thu thập được thông tin tương tự như vậy. Vậy có nghĩa là chị ta muốn che giấu đi đời sống tình cảm rắc rối của chính mình. Như vậy, giả thiết giết người cướp của chúng ta... phải rẽ hướng, giết người trả thù tình. Đây là dấu chân dính máu tại hiện trường. Đồng chí giúp tôi kiểm tra, phân tích xem từ đây có thể suy ra các chỉ số khác như là chiều cao, size giày của hung thủ hay không. Xin giới thiệu với chị, đây là... gì? Này mệt rung miên đề vậy đó. Mình nói chuyện tiếp đi hả? Như đã giới thiệu, đây là họa sĩ truyền thần. Người sẽ giúp chị phát họa lại chân dung của hung thủ. Tóc, chảy ngôi. Đúng rồi, nói rồi. Đây là chân dung của tên hung thủ. Qua nét vẽ của họa sĩ truyền thần thì theo lời mô tả của nạn nhân, hắn để mái rễ ngôi, trán cao, chân mày đậm và có đôi mắt khá là to. Kích cỡ của dấu chân dính máu để lại cho thấy hung thủ có size giày từ 35 đến 38 và chiều cao từ 1m68 đến 1m7, tương đồng với lời mô tả của nạn nhân. Anh và chị Nguyễn Thị Quê có mối quan hệ như thế nào? Dạ, cán bộ họ kỳ quá. Cô ấy là người yêu cũ. Có nhân chứng cho hay cách đây không lâu anh đã xảy ra mâu thuẫn với chị Quê và một người đàn ông lạ, có đúng không? Dạ. Lần cuối cùng anh gặp chị ấy là khi nào? Dạ, nói thầy cán bộ là cái bữa mà em đánh ghen á. Ngày 24 tháng 3, vào lúc 15 giờ đến 22 giờ, anh đã làm gì và ở đâu? Dạ, bữa đó em đi nhậu. Có ai làm chứng cho anh không? Báo cáo, tôi có thông tin cho đồng chí. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải gặp nạn nhân để xác minh lại vài thông tin. Tức là quay lại giả thiết ban đầu, giết người, cướp tài sản. Anh gì ơi, có thể cho tôi hỏi thăm và thông tin được chứ? Ủa, không nghe hả? Dạ phải. Trời ơi, mà không hỏi tôi nói tụi lùm la, hỏi tôi có gì đâu. Không, tôi chỉ muốn hỏi và thông tin thôi mà. Hỏi đi, khi nào tôi biết trả lời nha. Tôi muốn hỏi là, ngoài việc anh biết chị Huê làm chủ biên đề ra và có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp, thì
Trong khoảng thời gian trước ngày chị Huê gặp nạn, anh có phát hiện đối tượng nào khả nghi nhòm ngó vào trong nhà chị Huê chứ? Cái này có. Con thằng nó lùi tới nó rình mò đây lắm. Mà nó thấy tôi thì nó lảng vảng đi. Vậy anh có nhớ nhân dạng đặc điểm của hắn ta chứ? Họ tên đầy đủ của anh là gì? Thưa cán bộ, Hồ Tấn Nam. Anh và chị Nguyễn Thị Quê có mối quan hệ như thế nào? Không liên quan gì hết. Chỉ thuê làm vườn tôi làm thôi. Chị Quê đã thuê anh làm việc trong mấy ngày? Là những ngày nào? Ngày 23, 24. Anh làm việc từ khoảng mấy giờ đến mấy giờ? 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Vậy sao 3 giờ chiều anh đã làm gì với ai và ở đâu? Đi nhậu với bạn. Có ai làm chứng cho anh không? Nhiều lắm không nhớ cán bộ. Chiều cao của anh là bao nhiêu? Chiều cao có liên quan gì chứ? Đề nghị anh tập trung vào câu hỏi. Thấy luồn luồn gì chứ cũng được mấy 65-66 á. Ngày hôm nay anh dùng keo xịt tóc hả? Có gì đâu, làm đẹp bình thường mà. Theo thông tin mà chúng tôi thu thập được, anh không chỉ chơi cờ bạc mà còn chơi lô đề. Có phải là chiều ngày 24 tháng 3 sau khi làm việc xong vào lúc 3 giờ chiều, anh không đi nhậu cùng bạn bè mà lại lén lút trước nhà chị Quê, lợi dụng cơ hội sau đó lẻn vào nhà chị ấy rồi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, có đúng không? Để phục vụ cho công tác điều tra, đề nghị anh rẽ lại mái ngôi giữa để chúng tôi so sánh. Đề nghị anh rẽ ngôi sâu hơn một chút. Anh đã rất khôn khéo bịt mặt để cho nạn nhân không nhận ra. Và anh cũng rất cẩn thận khi không để lại dấu vân tay tại hiện trường. Tuy nhiên, anh quên rằng anh đã để lại dấu chân dính máu ngay tại hiện trường. Báo cáo đồng chí, đã có đầy đủ vật chứng. Chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ để có thể chứng minh anh chính là thủ phạm đã đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Quê vào chiều ngày 24 tháng 3, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, anh đã dùng vật sắc nhọn đâm chị Quê trọng thương, rồi giật dây chuyền của chị ấy. Anh còn gì để nói không? Đó, anh coi đó, miếng đất như vậy á. Anh làm cho tôi đi, một ngày tôi trả là 25 ngàn. Anh chịu làm không? Cậu muốn đốc chợ bá gần như 25 ngàn ngày làm cho chết hả? Thêm mấy 5 ngàn 30 ơi. 20 ngàn chịu làm không? Ráng chút xíu 26 ngàn và keo ớn bà. 19. Thôi được 25 ngàn làm. Nói hồi chắc bà xuống 10 ngàn. Thôi chuẩn bị đi làm luôn đi. Keo dữ trời. Keo kiệt. Keo kiệt. 25 ngàn tao làm. 25 ngàn thôi. 25 ngàn thôi. 30 tao làm 30. Đừng nói sao tao không nhiệt tình được chưa? Cái thú quỷ đó, tiền chỉ cho trai ăn thôi. Gì trời vàng gì trời. Ui.
Dạ chịu ơi, cho miếng nước. Thì vô đây. Nè. Rồi, cảm ơn chị. Thôi đi làm đi. Tiện sẵn tưới giùm tôi mấy chậu cây luôn nha. Trời, 85.000 cú đất giờ kêu tưới cây nữa trời. Đồ ba chậu chuyện quá à, làm đi. Chị ơi. Tiền hả? Có làm xong đi rồi trả luôn lần. Má, 85.000 kêu cú đất gì kêu tưới cây. Lý do anh đột nhập nhà chị Quê thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Dạ thưa cán bộ, tôi thiếu nợ cờ bạc nhiều quá. Em ơi, đi đâu mà không có nhà kìa. Em ơi, em ơi, em, có ai không cứu vợ tôi với, có ai không, em ơi, có ai không? Báo cáo đồng chí, nạn nhân tử vong cách đây khoảng 3 tiếng đồng hồ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị ngạt khí. Vậy còn vết thương ở bụng thì sao? Vết thương ở bụng dài khoảng 10cm nhưng không chảy máu nhiều. Như vậy là vết rạch này được hình thành sau khi nạn nhân chết? Dạ đúng vậy thưa đồng chí. Ngoài ra trên thi thể nạn nhân, đồng chí còn phát hiện dấu vết gì khác hay không? Dạ không, nhưng tôi có tìm thấy một sợi tóc dài 7cm trên áo của nạn nhân. Được rồi, tiếp tục đi. Dạ. Bên ngoài sao rồi? Có phát hiện gì lạ không? Bên ngoài tôi không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng tôi mới vừa tìm thấy con dao trên dách. Tôi cũng vậy. Con dao Thái Lan được tìm thấy dưới cầm giường. Đồng chí thu thập đem về cơ quan điều tra nha. Rõ. Chiếc điện thoại này vẫn còn ở hiện trường thì rất có thể đây không phải là vụ giết người cướp tài sản.
đồng chí đem về tiếp tục khám nghiệm và điều tra. Cán bộ điều tra, mong cán bộ nhanh chóng điều tra để tìm ra hung thủ, để trả lại sự công bằng cho vợ của tôi. Được rồi, anh cứ yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi muốn hỏi anh là trong khoảng thời gian qua mối quan hệ vợ chồng anh như thế nào? Thưa cán bộ, vợ chồng của tôi đang rất là hạnh phúc, nhưng mà trong khoảng thời gian qua thì ra đây là chồng của cô đó hả? Chị là ai mà ăn nói sổ sàng vậy? Là ai anh hỏi vợ anh thì biết. Là sao em? Hôm nay tôi đến đây cảnh cáo cô, cô mà còn lén phén với chồng tôi một lần nữa thì đừng có trách tôi nghe chưa. Cô gì mà cô, lo mà dạy vợ ra đi. Em, chị này làm sao? Dạ em không biết, em bị quan rồi thôi, em không biết gì hết trơn á. Em đang có chuyện gì muốn giấu anh đúng không? Dạ không có, em bị quan thiệt mà. Em không biết gì hết trơn á. Tới vợ anh mà anh cũng không tin nữa. Thì em chết cho anh coi. Thôi được rồi, anh tin em, anh tin. Chiếc điện thoại này được tìm thấy tại hiện trường. Trong danh bạ điện thoại có một số đã thực hiện cuộc gọi gần nhất, và đây cũng là số thường xuyên nhắn tin với nạn nhân nhất. Thường xuyên nhắn tin với nạn nhân, và những nội dung tin nhắn này hết sức tình cảm, cứ như là tình nhân của nhau. Nhưng trong nhật ký điện thoại vẫn còn một số khác nhắn tin đe dọa nạn nhân. Theo những gì mà chúng ta thu thập được thì đây rất có thể là một vụ án tình do ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn rồi sát hại. Đồng chí tiếp tục kiểm tra, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Rõ. Giữa anh và chị Quyên có mối quan hệ như thế nào? Nguyễn Tuấn Tú, chủ nhân số điện thoại, nhanh chóng được mời về cơ quan điều tra. Dạ, hai tôi yêu nhau à. Lần cuối cùng anh gặp chị ấy là khoảng thời gian nào, anh còn nhớ không? Dạ, thưa cán bộ, là tôi nhớ lúc đó là khoảng 11 giờ ngày 5 tháng 12, tôi với Quyên có hẹn nhau ở khách sạn. Sao vậy? Anh nè. Chuyện gì? Anh Thành anh biết chuyện hai đứa mình rồi. Hôm qua anh đánh em quá trời luôn á. Mày là một con đàn bà ngoại tình, lăn lộn. Thôi lăn loàn rồi sao? Không thích thì chia tay đi. Muốn chia tay để tiện bệnh, nên là ghét hả? Hả? Ừ, đó rồi sao? Rồi sao? Sao nè? Sao? Sao? Đánh em nữa hả? À, có sao không? Đánh em từng hết ngồi luôn rồi nè. Khốn. Anh thấy kêu người đánh nó mới được. Thôi anh, giờ mình tính sao nè? Con vợ nó cũng biết rồi. Anh tính gì nè? Em có yêu anh không? Dạ. Mình bỏ trốn đi. Để em về, em viết đơn ly dị rồi em đi theo anh. Tùy em thôi. Mà bây giờ mình đi đâu? Mà khi nào mình đi anh? Anh định tối nay. Tối nay mấy giờ? Có gì nói để em biết em sắp xếp. Cái đó tùy em thôi. Khi nào mình xong việc á
Em cứ gọi anh, anh qua anh đón. Dạ. Sau đó thì hai người ai về nhà nấy. Chúng tôi tìm thấy một sợi tóc trên người của nạn nhân. Chúng tôi nghi ngờ đó là tóc của anh. Vì vậy có thể cho tôi xin một sợi tóc để làm kiểm tra đối chứng được chứ? Dạ. Dạ. Đồng thời chủ nhân của số điện thoại nhắn tin đe dọa nạn nhân trước đó một ngày nhanh chóng được làm rõ. Nguyễn Ái Thi, vợ của Tú. Dạ, dạ đúng. Tại vì nó qua lại với chồng tôi tức quá, tôi nhắn tin cảnh cáo vậy thôi à. Chứ tôi chưa dám làm gì hết trơn á. Vậy thì ngày hôm đó, vào khoảng thời gian 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều, chị đã làm gì và ở đâu? Dạ, tôi... Ủa, anh dọn đồ đi đâu vậy? Tôi phải đi. Tôi không thể sống được với cô được nữa. Em không cho anh đi. Anh lại đi theo với con Quyên đúng không? Đúng. Quyên đem lại hạnh phúc cho tôi. Còn cô, suốt ngày cứ cằn nhằn, tôi chán lắm rồi. Hạnh phúc hả? Có lấy tiền của anh thì có, ở đó mà hạnh phúc. Em không cho anh đi, anh ở nhà với em. Tôi đâu là quyền của tôi. Ok. Anh đừng có đi mà, ở nhà với em đi. Anh Tú. Buông ra. Anh Tú. Chị có nhớ lúc đó là khoảng thời gian vào lúc mấy giờ chứ? Dạ, 12:30. Chị có chắc không? Dạ chắc. Vì lúc đó là tôi đón con tôi đi học về đó. Sau đó thì chị đã đi đâu? Sau đó thì tôi về quán cà phê của gia đình. Để xác minh lời khai của đối tượng Thi, trinh sát đã tìm đến nơi làm việc của chị. Sau khi cãi nhau với chồng, Thi đã tới quán cà phê làm và ở đó cho đến tối. Như vậy, Nguyễn Ái Thi vô can. Sợi tóc trên cổ nạn nhân chính là sợi tóc của Tú. Như vậy thì rất có thể Tú là thủ phạm. Chúng ta phải cho mời đối tượng này về lấy lời khai ngay. Dạ rõ thưa đồng chí. Sợi tóc này đã tố cáo anh. Chính anh là người đã ra tay sát hại chị Quyên. Anh còn gì để nói không? Không, tôi không có giết người. Với lại tôi với Quyên hay vô nhà nghỉ với nhau. Thì tóc của tôi dính trên áo của ấy là chuyện bình thường thôi mà. Sau khi cãi nhau với vợ của anh xong, anh có đến tìm chị Quyên không? Không có. Tôi đi vào quán cà phê ngồi đánh bài với mấy đứa bạn. Rồi 6 rồi đó. Rồi 8. Rồi chê. Xong rồi đợi Quyên hoài mà Quyên không có gọi điện thoại. Tôi đi về nhà luôn. Theo thông tin mà Tú cung cấp, trinh sát đã tới để xác minh. Quả thật, từ 12:30 đến 19:00 cùng ngày, Tú đã cùng nhóm bạn ngồi đánh bài tại quán cà phê. Như vậy, Tú hoàn toàn vô can trong cái chết của nạn nhân. Đây rõ ràng là một vụ án tình. Không phải Tú, cũng không phải vợ của Tú. Vậy thì đối tượng tình nghi còn lại chính là chồng của nạn nhân. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải quay lại vết thương dành trên bụng của nạn nhân. Đó là một chút quan trọng của vụ án. Hung thủ đạch bụng nạn nhân sau khi chết, chắc chắn hắn muốn che giấu hoặc đổ tội cho người khác. Khi sợi tóc, số điện thoại trong danh bạ đều không dẫn đến cánh cửa phá án, tổ điều tra tiếp tục khoanh vùng hai con dao thu được tại hiện trường.
Cả hai con dao này đều không phải là hung khí gây án. Hai con dao không phải là vật chứng. Vậy chỉ còn lại duy nhất một chỉ dấu, đó là vết rạch trên bụng nạn nhân. Chào anh. Chào hai cán bộ. Hai anh đã tìm được hung thủ giết vợ tôi chưa vậy? Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra. Hôm nay chúng tôi xuống đây để thu thập thêm chứng cứ. Phiền anh cho phép chúng tôi kiểm tra ngôi nhà một lần nữa. Mấy anh cứ tự nhiên, muốn kiểm tra gì thì kiểm. Miễn sao tìm được hung thủ giết vợ tôi càng sớm càng tốt. Cảm ơn anh. Tôi vừa tìm thấy một vỏ bọc dao lan. Vết rạch này hoàn toàn trùng khớp với vết rạch trên bụng của nạn nhân. Như vậy là chắc chắn hung thủ đã dùng dao lam để mà gây án. Dạ phải. À, anh ký đi. Cái gì đấy? Đơn ly dị. Anh ký nhanh nhanh đi để tôi đi. Tôi không ký. Anh đừng có nghĩ anh không ký là tôi không bỏ anh được nha. Tôi đi à. Cô định đi đâu hả? Tôi đi với người tiên chứ đi đâu. Cô thơ trễ quá rồi đó. Giết cô. Giết cô. Giết cô. Đi hả? Giết cô. Anh kia, đứng lại. Có chuyện gì không anh? Tôi muốn biết là tại sao từ sáng đến giờ anh lại theo dõi chúng tôi. Có phải anh biết gì về cái chết của vợ anh Thành, đúng không? Tôi có thông tin này muốn cho các anh biết. Anh cứ đó. Trưa ngày hôm ấy tôi có ra vuông tôm của tôi, thì tôi đi ngang nhà của anh Thành. Tôi thấy hai vợ chồng anh Thành có sự xích mích cãi vã với nhau rất là lớn tiếng. Tôi quay trở về thì tôi thấy anh Thành có cái sự gì á, lén la lén lút ở trước cửa nhà. Còn những chuyện khác tôi không biết. Được rồi, cảm ơn anh. Tôi phát hiện một lưỡi dao lam. Đã đến lúc vạch trần bộ mặt hung thủ rồi. Lưỡi dao lam nhanh chóng được đưa về phòng kỹ thuật hình sự. Vết máu dính trên dao lam vẫn còn, dù rất ít, song lại lẫn dưới đất. Một thử thách cho phòng kỹ thuật hình sự. Với những thiết bị hiện đại, ít giờ sau, phòng kỹ thuật hình sự đã báo cáo kết quả. Nhóm máu dính trên lưỡi dao lam trùng khớp với nhóm máu của nạn nhân.
Ở đó. Chúng tôi đã biết toàn bộ sự việc. Anh hãy thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cán bộ bắt nhầm người rồi. Tôi không có làm gì sai. Tôi không giết vợ của mình. Thực ra vợ chồng anh sống không hạnh phúc. Vào trưa ngày 5 tháng 12 giữa vợ chồng anh đã xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến xô xát. Có đúng không? Tôi thật lòng yêu thương vợ tôi. Không bao giờ tôi tổn hại cô ấy hoặc có ý định giết cô ấy. Sau khi giết chết cô ấy, anh đã dùng nửa dao lam đặt trên bụng để tạo hiện trường giả. Tôi không có giết người. Tôi bị quát. Và sau đó anh đã giấu nửa dao lam đó dưới mảnh đất trong khu vườn của nhà anh. Đúng chứ? Cái bộ suy diễn hay quá. Lỡ như có ai đó ghét tôi thì cố tình lấy dựa lửa dao lam chôn xuống đất thì vu oan cho tôi thì sao? Tôi không giết vợ của mình. Chính anh Cường, người hàng xóm của anh, đã nhìn thấy toàn bộ sự việc mà anh làm. Anh còn gì để nói không? Là vợ chồng với nhau, cớ sao anh lại hành xử như vậy? Tại vì cô ấy lừa dối tôi. Cô ấy phản bội tôi. Cho nên tôi mới giết chết cô ấy. Nguyên, anh có chuyện muốn hỏi em nè. Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với anh. Em có người khác rồi đúng không? Đúng rồi đó. May quá anh cũng đã biết. Tôi đang định nói cho anh nghe nè. Tôi không thể nào sống chung một người với anh nữa. Đơn ly dị nè, anh ký đi. Cô định đi theo thằng Tú phải không? Hả? Tôi đi với ai anh không cần biết. Anh ký đi. Tôi không ký. Anh tưởng không ký là tôi không đi hả? Chào anh. Cô ngon bước ra khỏi nhà đi. Tôi giết cô đi. Tôi thách anh đó. Chết đi. Sau 5 tháng, Trương Dân Thành buộc phải cúi đầu nhận tội. Cũng chỉ vì ghen tuông mù quáng đã khiến Thành có hành động sai lầm. Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử,
bị cáo Trương Văn Thành án tù chung thân. Đây là cái giá mà bị cáo phải trả cho hành động của mình. Chị là Trần Thị Xuân phải không? Dạ thưa anh phải. Chị mở quán gì khá lâu chưa? Dạ được 2 năm rồi. Trong 2 năm đó, quán của chị có xảy ra chuyện tương tự không? Dạ thưa anh không. Dù tôi ở một mình, nhưng quán tôi buôn bán vẫn ổn định, không có gì xảy ra. Chị hãy bình tĩnh. Thực lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cách đây 2 ngày. Dạ thưa anh, là ngày 13 tháng sau, như thường ngày, em đóng cửa quán từ lúc 10 giờ đêm. Mà sau đó em bị tấn công. Sao anh? Khốn hồn. Điên mèo lại. Cởi vòng vàng đưa đây cho tao. Dạ dạ. Nhanh. Mày mà hò hè, tao sẽ giết mày chết. Đưa cái kia luôn đây. Em xin anh, em đâu còn gì nữa đâu. Em xin anh. Tao nói mày cởi hết đồ ra. Em xin anh, em không cởi quần áo. Dạ, em cởi, em cởi. Toàn bộ nữ trang trên người tôi đều bị hắn lấy hết. Kể cả 2 triệu tiền trong tủ của tôi cũng bị hắn lấy. Chị hai bình tĩnh. Cho tôi hỏi, chị có nhận ra kẻ tấn công mình không? Trời tối, tôi đoán khoảng người đó 30 tuổi, tóc dài và cao khoảng 1m70. Chị có mâu thuẫn hay xích mích với ai không? Khách ra vào quán của chị chẳng hạn. Dạ thưa anh không. Vì tôi buôn bán ở đây toàn là khách dẫn like và đi qua đường ghé một lần rồi thôi. Chúng tôi đã ghi nhận vụ việc, sẽ tiến hành điều tra ngay. Có kết quả sẽ báo cho chị. Bây giờ chị về đi. Dạ, em cảm ơn anh. Chào chị. Mời vào. Dạ chào anh. Cậu ngồi đi. Báo cáo anh, tôi đã xuống hiện trường. Nhà nạn nhân chỉ là một căn nhà gỗ cũ kỹ. Cửa nẻo nhà nạn nhân sân rất là lỏng lẻo. Ngay cả một đứa con nít cũng có thể đột nhập vào. Và tôi cũng không tìm thấy một dấu vết nào tại hiện trường. Việc sàng lọc có tự tin nghi thì sao? Dạ, về việc đó thì tôi đang gặp khó khăn. Thưa anh, do khu vực ấy thưa người, thời điểm tấn công lại vào ban đêm nên cậu gặp khó. Dạ đúng vậy. Nạn nhân sinh sống dọc quốc lộ 51 thuộc địa phận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây dân cư rất là thưa thớt, với lại nạn nhân bị tấn công vào ban đêm nên thông tin về đối tượng tình nghi tôi không có. Rõ ràng vụ cướp hiếp này không đơn thuần chỉ là tự phát. Hung thủ có thể có khả năng đã lên kế hoạch từ trước. Cậu tiếp tục bám sát địa bàn, có thông tin mới báo cho tôi ngay. Rõ, thưa chỉ huy. Chị sống ở đây có một mình thôi sao? Dạ không,
tôi sống với chồng của tôi nữa. Nhưng mà anh đi về quê rồi, tuần sau mới lên. Về cách đây 2 ngày, kể là mặt tấn công chị. Khi ấy, có chồng chị ở nhà không? Lúc mà chồng tôi đi được 2 ngày á, thì tên lạ mặt đó mới xuất hiện. Tôi nhớ không lầm, lúc đó là 12 giờ đêm, tôi đang ngủ, thì nghe thấy tiếng động lạ, nên tôi ra kiểm tra thử. Hắn nói với tôi á, là không muốn mua thuốc. Nhưng mà tôi nhìn bộ dạng hắn lúc đó nghi ngờ lắm, cho nên là tôi không có mở cửa. Khi ấy, hắn đe dọa chị sao? Dạ phải. Hắn nói á, nếu mà tôi không mở cửa, hắn sẽ giết tôi á. Trên tay hắn lúc đó có cầm một cây xà beng nữa. Nhìn sợ lắm, nên tôi đóng cửa lại luôn à. Vậy chị có nhìn rõ mặt tên này không? Lúc đó do trời tối quá, tôi cũng không nhìn rõ mặt hắn. Tôi chỉ nhớ là hắn có bộ tóc dài. Nhưng mà lúc tôi la lên á, thì hắn chạy đi liền à. Cảm ơn chị. Dạ. Chào chị. Chào anh. Tôi đã tìm kiếm xung quanh, chỉ có vật này là đáng nghi nhất. Và đây có thể là hung khí. Ta đem qua phòng kỹ thuật hình sự, nhờ họ kiểm tra xem còn dấu vân tay trên cây xà beng này không. Rõ. Chưa. Theo như mô tả của chị Tiên, người lờ mặt đe dọa chị này cách đây 2 ngày rất giống với người đã tấn công nạn nhân Sưng. Đi thôi. Báo cáo anh, tôi có dò hỏi một số người dân sống quanh khu vực nhà nạn nhân Sơn, nhưng tất cả họ đều nói là không nhìn thấy ai giống như miêu tả. Theo dõi, tấn công trong đêm, rồi rời đi ngay lập tức. Tên này lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma. Khi mở rộng vụ điều tra thì tôi có thu thập được một thông tin. Ngoài xã Phước Thái thì hơn một năm nay, 3 xã khác của huyện Long Thành cũng đã xảy ra hơn 20 vụ án tương tự. Thêm 3 xã nữa? Vậy sao chúng ta không nhận được báo cáo? Có lẽ là vì xấu hổ nên những nạn nhân không đến trình báo. Theo như tôi biết, trước khi vụ án xảy ra, mục tiêu mà hung thủ nhắm đến toàn là phụ nữ, tuổi từ 15 đến 30. Và khi đột nhập vào nhà, hung thủ đã cướp và hãm hiếp nạn nhân. Những vụ xảy ra có khả năng có liên quan đến 2 vụ mà chúng ta đang thụ lý. Alo, tôi nghe đây. Sao rồi? Báo cáo anh, trinh sát ngoại tuyến báo về có một kẻ có nhân dạng rất giống với kẻ tấn công chị Xuân xuất hiện ở khu vực gần đây. Có vẻ hắn đã đánh hơi được sự nguy hiểm. Cậu có nhìn rõ mặt đối tượng này không? Tôi chỉ nhìn được phía sau của hắn thôi. Tóc dài, tại người thì giống với là của nạn nhân miêu tả. Đuổi theo. Có sao không? Cậu để tôi xử lý, tiếp tục đuổi theo. Rõ thưa đồng chí. Có sao không? Tôi xin lỗi vì lúc đó đã làm mất dấu đối tượng. Cậu mới vào ngành, chưa có kinh nghiệm, mắc lỗi cũng là điều dễ hiểu. Nếu chúng ta có dấu vân tay thì có thể tra cứu tàn thư chứng minh nhân dân. Vậy thì cơ may tìm ra hắn sẽ cao hơn. Tôi cũng đang muốn điều đó, nhưng bên phòng kỹ thuật hình sự
họ báo cho tôi là không xác nhận được dấu vân tay trên cây sợi ben mà chúng ta đã thu thập tại nhà của Tiên. Có phải là do trước khi chúng ta tìm thấy vật chứng đó, trời đã đổ mưa nên gây khó khăn cho bộ phận kỹ thuật hình sự, đúng không anh? Mời vào. Cậu ngồi đi. Anh xem cái này đi. Tháng vừa chiều dừng lại, đã 4 vụ tương tự xảy ra. Không những vậy, địa bàn hoạt động của tên này còn mở rộng ra huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các đồng chí, bằng mọi giá chúng ta phải bắt được hung thủ để phá được vụ án này. Rõ. Có phải người này đã tấn công chị không? Chính là, có chết tôi cũng không quên được gương mặt ác quỷ này. Đây là vị trí mà hung thủ đã ra tay. Hắn không thực hiện vụ cướp cùng một nơi. Vì vậy, phạm vi phanh dùng của chúng ta sẽ thu hẹp lại. Tôi đã gửi hành chân dung của đối tượng tới các địa phương và chỉ trừ duy nhất một khu vực này. Tốt, một cái bẫy hắn sẽ tự chui đầu vào. Về kề cám người của chúng ta tới đâu rồi? Báo cáo anh đã xong, chỉ chờ lệnh của chỉ huy là hành động. Kẻ đó hai ngày nay đã xuất hiện ở đây rồi. Và theo như thông tin tôi thu thập được, đối tượng tên là Võ Minh Chính, ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chính lang thang, lưu lỏng, lại không có nghề nghiệp ổn định. Muốn bắt được cướp phải bắt tận tay. Đã 3 tháng nay hắn không ra tay, kẻ đói thế nào cũng làm càn. Đứng lại! Cuối cùng bóng đen cũng xuất hiện. Dán đi! Phòng các anh bộ tiếu đèn hay sao mà để tối thui vậy? Tôi không có thời gian đùa cợt với anh. Đề nghị anh trả lời câu hỏi. Câu hỏi gì? Võ Minh Chính, anh có thừa nhận mình là thủ phạm đã gây ra gần 30 vụ cướp hiếp trên địa bàn 4 xã Tam Phước, An Phước, Long Phước
và phước thái của Long Thành hay không? Có gì hay bài. Anh còn ngoan cố. Lúc anh bị bắt là anh đang tiến hành vụ cướp tiếp theo. Chưa đủ hay sao? Cướp một vụ đâu có nghĩa là cướp nhiều vụ. Vì gần 30 nạn nhân toàn là phụ nữ, họ đã góp sức vào bức tranh này. Anh có muốn đối chất hay không? Tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ quên cái gương mặt bệnh hoạn của anh đâu. Anh có nhận tội hay không? Các anh đã nói như vậy rồi. Tôi nhận tội. Lấy cho bao thuốc. Thuốc gì anh? Thuốc gì cũng được. Của anh 5.000. Nhà có một mình. Cẩn thận rồi. Em ở đây một mình bán quen lâu rồi. Anh cần gì nữa không? Dạ dạ. Mày hò hè thật nhiệt mày chết. Đưa cái kia luôn đây. Em xin anh, em đâu còn gì nữa đâu. Em xin anh, em không còn. Dạ, em cởi, em cởi. Vậy anh cướp nhiều vụ để làm gì? Cho cần tiền tiêu xài. Anh cướp được tài sản rồi, tại sao anh lại hiếp dâm nạn nhân? Để thỏa mãn. Tôi muốn gương mặt mình là nỗi ám ảnh của những người phụ nữ đó suốt cuộc đời. Pháp luật sẽ trừng trị tội ác của anh một cách công minh. Hung thủ đòi tóc giả nhằm che giấu nhân dạng và tạo cho mình một khuôn mặt đáng sợ. Cầu thêm chi tiết này vào bản báo cáo rồi gửi lại cho tôi.
chính sẽ không biết tình cảm bệnh hoạn nếu như cuộc sống gia đình của hắn êm ấm. Từ trẻ mồ côi lớn lên may mắn lập gia đình với một người phụ nữ, cứ tưởng cuộc sống cứ êm đẹp, nhưng không ngờ vợ của chính lại theo người đàn ông khác. Hôn nhân đổ vỡ, kể từ đó hắn mới sinh ra tâm lý là thù hằn phụ nữ, và rồi chính tự biến mình thành một tên ác quỷ. Tôi thấy chính đáng giận nhưng cũng rất đáng thương. Bà con à, nạn nhân là Trần Ngọc Phượng, 42 tuổi, làm nghề buôn bán tạp hóa. Có hai cô con gái là Trần Thị Mỹ Phương, 19 tuổi và Trần Thị Mỹ Dung, 17 tuổi, đều đang học cấp 3. Cả ba nạn nhân đều chết vì những vết chém trước mặt và cổ. Vậy nạn nhân có bị mất mát tài sản gì không? Theo như người nhà nạn nhân thông báo thì nạn nhân mất một chiếc nhẫn vàng và một túi đựng tiền hàng cũng biến mất. Được rồi, cảm ơn đồng chí. Đồng chí cứ tiếp tục công việc của mình. Đó. Về phía đồng chí, đã có kết quả khám nghiệm chưa? Báo cáo anh, trên người nạn nhân Trần Ngọc Phượng có 5 vết chém, cổ và thân. Tử vong là do sốc mất máu cấp. Nạn nhân Mỹ Phương trên người có 3 vết chém là ở tay và thân. Tử vong cũng là do sốc mất máu cấp. Vậy còn nạn nhân thứ 3 thì sao? Còn nạn nhân thứ 3 là Mỹ Dung, trên người có 4 vết chém là ở trước mặt, cổ và thân. Nguyên nhân tử vong cũng như hai nạn nhân trên. Gần những vết thương trên người của nạn nhân, đồng chí có nhận định như thế nào về hung khí gây án? Căn cứ vào hình dạng và kích thước của vết thương, có khả năng là do một vật sắc nhọn như hình dạng dao bầu gây ra. Có lẽ hung thủ có mối thù sâu đậm với người mẹ. Còn với hai người con, có thể hắn muốn giết người diệt khẩu. Mình phải tìm ra bằng được tên sát nhân tàn bạo này để trả lại công lý cho mẹ con chị Phượng. Các đồng chí ơi, tôi phát hiện có vài vết máu ở đây. Có thể đây là vết máu sau khi gây án, hung thủ đã tẩu thoát. Chắc chắn trên đường chạy trốn sẽ để lại nhiều dấu vết. Chúng ta cần mở rộng hiện trường gây án để truy tìm tung tích của hung thủ. Báo cáo anh, tôi phát hiện có vết nào đỏ rất giống máu nổi trên mặt luôn. Và một con dao nằm ở dưới đáy luôn. Đồng chí lấy lên kiểm tra.
rất có khả năng đây là hung khí gây án. Đồng chí thu thập các mẫu vật đem về xét nghiệm. Rõ. Vết lằn này còn rất mới, của một chiếc xe máy dắt từ trong ra ngoài. Theo thông tin của người nhà nạn nhân thì không có bị mất chiếc xe máy. Hơn nữa, cửa ra vào không có dấu hiệu bị đột nhập. Và dấu xe này dắt từ trong nhà ra, cho thấy hung thủ là người có quen biết với nạn nhân và ở trong nhà, sau đó sát hại mọi người. Và sau khi gây án đã đi xe máy của hắn ra về. Kết quả khám nghiệm có phát hiện gì mới không? Báo cáo anh, ba nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian là từ 8 đến 10 giờ tối ngày hôm qua. Chúng tôi còn phát hiện nạn nhân Trần Ngọc Phượng đã có quan hệ tình dục trước khi bị sát hại. Như vậy, hung thủ rất có thể có mối quan hệ đặc biệt với nạn nhân. Chúng tôi sẽ lấy mẫu tinh dịch để đem đi xét nghiệm ADN, nhưng mà có thể sẽ rất là lâu. À, chúng tôi còn phát hiện đây là mẫu da đã được tìm thấy trong móng tay của nạn nhân. Tại hiện trường, có thể nạn nhân đã dùng tay cào lấy phần da của hung thủ, cố để lại manh mối cho chúng ta sớm được tìm ra hung thủ là ai. Vậy còn con dao tìm thấy trong lu nước, kiểm tra có phát hiện gì mới không? Bởi vì con dao đã ngâm trong nước quá lâu, cho nên không thể thu được mẫu vân tay. Cảm ơn đồng chí. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung điều tra thật kỹ các mối quan hệ của nạn nhân. Biết đâu sẽ tìm được manh mối mới và tìm ra hung thủ thật sự. Rõ. Bác con anh, sau khi thu thập thông tin từ người dân, được biết chồng của nạn nhân Trần Ngọc Phượng mất đã lâu. Nạn nhân đang sống cùng hai cô con gái, gia đình cũng rất khá giả. Người dân xung quanh còn cho biết có nhiều người đàn ông thường tới tán tỉnh chị Phượng. Đồng chí hãy tìm hiểu thật rõ lai lịch của các đối tượng có liên quan đến nạn nhân để mời về cơ quan hợp tác điều tra. Biết đâu từ những người này chúng ta có thể lần tìm được tung tích của hung thủ. Rõ. Vào khoảng 8 giờ đến 10 giờ tối ngày 25 tháng 8 anh làm gì và ở đâu? Tôi chạy xe hàng, có nhiều người làm chứng. Bữa đó tôi ở nhà ăn tối với vợ con. Bữa đó tôi đi nhậu rồi xong đi coi đá banh với mấy thằng bạn. Các đối tượng nằm trong tình nghi đều có bằng chứng ngoại phạm nên các manh mối ai là hung thủ vẫn còn là dấu chấm hỏi. Các vụ án lớn nhỏ hung thủ đều dàn cảnh để có người lập chứng thời gian nhằm che mắt cơ quan điều tra. Nói chính xác, khoảng cách địa điểm của các đối tượng với nhà của nạn nhân quá xa, không thể nào thực hiện hành vi gây án trong thời gian đó. Các manh mối hầu như bị bế tắc. Vậy có nên trở lại hiện trường để tìm xem có manh mối mới không? Alo, tôi nghe. Em vừa ở hiện trường có một phát hiện mới, anh có thể ghé qua không? Được rồi, tôi sẽ qua liền. Báo cáo anh, đây là anh Ba Phát, người ở gần nhà chị Phượng. Chính anh Ba là người đã báo cáo cho cơ quan điều tra thông tin về chị Phượng có quen với nhiều người đàn ông. Anh Ba cũng cung cấp cho chúng ta một tình tiết rất là quan trọng hôm xảy ra vụ án. Chào anh Ba. Giờ anh Ba cho chúng tôi biết thông tin ngày chị Phượng bị sát hại, ở đây có xảy ra điều gì đặc biệt không? Tôi nhớ là đêm hôm đó tôi có nghe mấy đứa nhỏ nó khóc la rất là lớn. Lạnh hay lắm vậy, mày đặt lên tiếng. Phải á, rồi sao? Tôi thì cứ nghĩ là tại mẹ nó đánh nó thôi. Nhưng mà một lát sau thì tôi nghe có tiếng rồ ga phóng đi thật nhanh. Có
có tiếng xe máy. Đúng rồi. Anh có nhớ đó là tiếng xe máy của loại xe gì không? Tôi không nhận ra. Đồng chí cho huy động các loại xe, xe tay ga và xe số. Nhờ anh Ba thám âm. Đó. Anh có nhận ra được tiếng xe máy nào không? Anh cho tôi nghe thử lại hai chiếc xe này. Thì chiếc này nữa anh. Nạt mạnh thử. Đúng là tiếng chiếc xe máy này rồi. Tiếng chiếc xe máy này. Chẳng lẽ nào là biển số xe gắn máy? Hai mảnh ghép từ âm thanh và ký hiệu số. Có lẽ nạn nhân cố tình để lại manh mối cho cơ quan điều tra. Cảm ơn anh đã hợp tác với cơ quan điều tra. Đồng chí, tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Xem ai là người đi chiếc xe có bản số đầu hoặc cuối là 52. Báo cáo anh, sau khi nắm thông tin công an tuyến cơ sở, thì trên toàn xã có 4 chiếc. Biển số đầu cuối 52. Trong đó, biển số xe đầu 52 là của một anh chạy xe ôm gần nhà nạn nhân nhất. Được rồi, chúng ta sẽ nhờ anh Ba Phát, người của địa phương, dẫn chúng ta đi tìm những người đang sở hữu chiếc xe máy có biển số là 52. Đó, thằng đó là thằng Bảy Nam á, nó chạy xe ôm. Cái bản số nó có số 52. Nó thường hay chở bà Phượng đi lấy hàng á. Lúc trước nó mượn tiền tôi hoài à. Gần đây tự nhiên nó có tiền nó trả tôi rồi. Nghe đâu nó trúng số. Mình vào trong mời anh Bảy cà phê, sau đó rồi bàn chuyện. Nếu như mà anh Bảy có hỏi tụi tôi là ai á, anh nói bà con ở Mỹ Tho vậy nha. Qua bển à. Khỏe không Bảy? Nghe nói mày trúng số mà lâu quá không thấy khao anh em gì vậy? Trúng số gì anh ơi, ba má em bán đất dưới quê á, rồi gửi tiền lên cho em á, em mới có tiền trả anh đó. Ủa, nè ai vậy anh? À, mấy thằng em ở Mỹ Tho, nó qua nó thăm vợ chồng anh. Mà chú mày thì thổ địa ở đây rồi, nhờ mày dẫn nó đi du ngoạn chỗ nào vui vui giùm anh cái. Trời ơi, tưởng gì chứ em của anh ba thì em dắt đi miễn phí với tiền bạc cái gì. Vậy được á. Đâu có được đâu. Một ngày kiếm cơm của anh mà, phải bù lại chứ. Trời ơi, có gì đâu, mấy chú đừng có lo. Chỉ cần á, mấy chú đi nhậu với anh ngày là được rồi. Thôi, nếu mà nói vậy á, đi à, để tôi dắt cho anh em đi cái chỗ này vui lắm. Bây giờ mình để xe đây ha. Rồi à, em đi chung với anh Bảy để dẫn được. Còn anh á, sẽ đi với anh Ba sau. Dạ, ừ, cũng được, tính tiền thôi ơi. Vậy mình gửi lại chiếc xe ở đây đi tạm được không em? Được, 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 quán quen mà. Tới rồi anh. Ừ, tới rồi đó. Để xe đó đi anh. Chỗ này mát quá ha. Ừ. Ở cái điểm này nè, mấy anh em trên Sài Gòn á, xuống đây chơi ưa ghé đây lắm. Nó mát. Với lại mấy anh em thường cuối tuần á, gom đồ ra đây nhậu nhiều lắm. À, em có điện thoại, em đang nghe cái nha. Con bồ em nó gọi làm phiền. Cái thằng. À.
anh. Bây giờ nếu như mà mình đi qua bên đó, mình đi bằng gì? À, thí dụ bây giờ mình muốn qua bên đó thì mình đi đò. Ở đây cuối tuần á, mấy anh em ưa gom ra đây nhậu lắm. Nó mát với lại phong cảnh phủ tình. Dạ. Chiều khoảng mấy giờ mới có đò? Khoảng một tiếng nữa là có đò đi ngang, mình có gian qua bển chiều mình về. À. Sao? Địa điểm tiếp theo là mình đâu? Qua bên đó. Kết quả xét nghiệm như thế nào rồi đồng chí? Sau khi xét nghiệm, mẫu máu lấy trên xe và tại hiện trường là của nạn nhân Trần Ngọc Phượng. Đúng như là tôi vậy đó. À, đây là kết quả của Viện Khoa học Hình sự về mẫu da được xác định trên móng tay của nạn nhân Mỹ Dung. ADN trùng khớp với ADN của đối tượng tình nghi. Bà con anh, một tiệm cầm đồ ở thành phố Bến Tre vừa cung cấp một loại camera cho thấy bảy nam đã đem chiếc nhẫn vàng của bị hại đi bán. Đồng chí lập tức triệu tập đối tượng này cho tôi. Có. Anh đi chơi chú. Chở em ra thành phố Bến Tre đi. Ừ. Dán người yêu định ra thành phố chơi giải sầu hả chú em? Tôi là cảnh sát, muốn mời anh về cơ quan hợp tác điều tra. Tôi tội gì mà mấy anh bắt tôi? Yêu cầu anh hợp tác. Anh Nguyễn Văn Nam, cơ quan điều tra đã có đầy đủ bằng chứng để kết luận anh chính là hung thủ sát hại chị Phượng và hai con gái của chị ta. Mấy anh lấy bằng chứng gì mà nói tôi sát hại Phượng? Bà Phượng á là khách mối của tôi chở bà đi thôi, không có làm gì hết. Anh không chỉ là người chở mối mà là còn là người tình của chị ta. Mẫu tinh trùng được tìm thấy trong người của nạn nhân được giám định trùng khớp với ADN của anh. Hơn nữa, vết máu trên tay cầm của xe và vết máu được tìm thấy tại hiện trường là máu của nạn nhân. Chúng tôi đã có đầy đủ hình ảnh anh tiêu thụ tài sản của chị Phượng tại tiệm cầm đồ. Tôi xin khai, tôi thật sự có quan hệ tình cảm với Phượng. Nhưng mà dạo này Phượng qua lại với nhiều người quá, tôi ghen, cho nên từ đây về sau á, bé đừng có ghé đây nữa nha. Bộ có thằng khác rồi hả? Nói bậy bạ gì vậy? Có thằng nào đâu. Hai đứa nhỏ nó sắp thi rồi, cho nên hả, tôi không có muốn ảnh hưởng việc học của nó. Cô đừng có tưởng là tôi không biết. Cô nay gặp thằng này, mai gặp thằng kia. Bộ chán tôi rồi phải không? Hay là có khác ngon hơn? Phải á, rồi sao? Ông có quyền gì trách móc tôi? Tôi mệt ông lắm rồi đó. Từ ngày ông đến với tôi hả, ông chỉ ngửa tay xin tiền không à. Không có lo gì được cho tôi đâu mà ông mặt lên giọng. Đàn ông thanh niên gì, khỏe mạnh trai tráng đi kiếm việc làm đi. Suốt ngày chỉ bám váy đàn bà không là hay lắm vậy, mày đặt lên tiếng. Mày nói ai bám váy đàn bà? Bảy, mày đừng có làm bậy với bảy. Mày nói ai bà? Mày nghe nói ai ngửa tay xin tiền hả? Mày dám nói tao ăn bám hả mày? Mày dám nói tao, dám nói tao ăn bám. Mày đi thôi.
Lúc đó tôi cũng có ý định bỏ trốn, nhưng sợ mấy anh nghi ngờ, chính vì vậy tôi ở lại. Không ngờ mấy anh lại lần ra được manh mối. Tôi không còn gì để chối cãi. Chị là Trần Thị Xuân phải không? Dạ thưa anh, phải. Chị mở quán gì khá lâu chưa? Dạ được 2 năm rồi anh. Trong 2 năm đó, quán của chị có xảy ra chuyện tương tự không? Dạ thưa anh, không. Dù tôi ở một mình, nhưng quán tôi buôn bán vẫn ổn định, không có gì xảy ra. Chị hãy bình tĩnh, thực lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cách đây 2 ngày. Dạ thưa anh, là ngày 13 tháng sau, như thường ngày, em đóng cửa quán vào lúc 10 giờ đêm, và sau đó em bị tấn công. Sao anh? Còn biến mèo rồi. Cởi vòng vàng đưa đây cho tao. Dạ dạ. Nhanh. Mày mà hò hè, tao sẽ giết mày chết. Đưa cái kia luôn đây. Em xin anh, em đâu còn gì nữa đâu. Em xin anh. Tao nói mày cởi hết đồ ra. Em xin anh, em không cởi quần áo. Dạ, em cởi, em cởi. Toàn bộ nữ trang trên người tôi đều bị hắn lấy hết. Kể cả 2 triệu tiền trong tủ của tôi cũng bị hắn lấy. Chị hai bình tĩnh. Cho tôi hỏi, chị có nhận ra kẻ tấn công mình không? Trời tối, tôi đoán khoảng người đó 30 tuổi, tóc dài và cao khoảng 1m70. Chị có mâu thuẫn hay xích mích với ai không? Khách ra vào quán của chị chẳng hạn. Dạ thưa anh, không. Vì tôi buôn bán ở đây toàn là khách dẫn lai và đi qua đường ghé một lần rồi thôi. Chúng tôi đã ghi nhận vụ việc, sẽ tiến hành điều tra ngay. Có kết quả sẽ báo cho chị. Bây giờ chị về đi. Dạ, em cảm ơn anh. Chào chị. Mời vào. Dạ chào anh. Cần ngồi đi. Báo cáo anh, tôi đã xuống hiện trường. Nhà nạn nhân chỉ là một căn nhà gỗ cũ kỹ. Cửa nẻo nhà nạn nhân sân rất là lỏng lẻo. Ngay cả một đứa con nít cũng có thể đột nhập vào. Và tôi cũng không tìm thấy một dấu vết nào tại hiện trường. Việc sen rộng, có tự tình nghi thì sao? Dạ, về việc đó thì tôi đang gặp khó khăn, thưa anh. Do khu vực ấy thưa người, thời điểm tấn công lại vào ban đêm, nên cậu gặp khó. Dạ đúng vậy. Nạn nhân sinh sống dọc quốc lộ 51,
thuộc địa phận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây dân cư rất là thưa thớt, với lại nạn nhân bị tấn công vào ban đêm, nên thông tin về đối tượng tình nghi tôi không có. Rõ ràng vụ cướp hiếp này không đơn thuần chỉ là tự phát, hung thủ có thể có khả năng đã lên kế hoạch từ trước. Cậu tiếp tục bám sát địa bàn, có thông tin mới báo cho tôi ngay. Rõ, thưa chỉ huy. Chị sống ở đây có một mình thôi sao? Dạ không, tôi sống với chồng tôi nữa, nhưng mà ảnh đi về quê rồi, tuần sau mới lên. Về cách đây 2 ngày, kể là mặt tấn công chị, khi ấy có chồng chị ở nhà không? Lúc mà chồng tôi đi được 2 ngày á, thì tên lạ mặt đó mới xuất hiện. Tôi nhớ không lầm, lúc đó là 12 giờ đêm, tôi đang ngủ, thì nghe thấy tiếng động lạ, nên tôi ra kiểm tra thử. Hắn nói với tôi á, là hắn muốn mua thuốc, nhưng mà tôi nhìn bộ dạng hắn lúc đó nghi ngờ lắm, cho nên là tôi không có mở cửa. Khi ấy, hắn đe dọa chị sao? Dạ phải, hắn nói á, nếu mà tôi không mở cửa, hắn sẽ giết tôi á. Trên tay hắn lúc đó có cầm một cây xà beng nữa, nhìn sợ lắm, nên tôi đóng cửa lại luôn à. Vậy chị có nhìn rõ mặt tên này không? Lúc đó do trời tối quá, tôi cũng không nhìn rõ mặt hắn. Tôi chỉ nhớ là hắn có bộ tóc dài. Nhưng mà lúc tôi la lên á, thì hắn chạy đi liền à. Cảm ơn chị. Dạ. Chào chị. Chào anh. Tôi đã tìm kiếm xung quanh, chỉ có vật này là đáng nghi nhất, và đây có thể là hung khí. Tôi đem qua phòng kỹ thuật hình sự, nhờ họ kiểm tra xem còn dấu vân tay trên cây xà beng này không. Rõ, chưa. Theo như mô tả của chị Tiên, người lờ mặt đe dọa chị này cách đây 2 ngày rất giống với người đã tấn công nạn nhân Xuân. Đi thôi. Báo cáo anh, tôi có dò hỏi một số người dân sống quanh khu vực nhà nạn nhân Sơn, nhưng tất cả họ đều nói là không nhìn thấy ai giống như miêu tả. Theo dõi, tấn công trong đêm, rồi rời đi ngay lập tức. Tên này lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma. Khi mở rộng vụ điều tra thì tôi có thu thập được một thông tin. Ngoài xã Phước Thái thì hơn một năm nay, 3 xã khác của huyện Long Thành cũng đã xảy ra hơn 20 vụ án tương tự. Thêm 3 xã nữa? Vậy sao chúng ta không nhận được báo cáo? Có lẽ là vì xấu hổ nên những nạn nhân không đến trình báo. Theo như tôi biết, trước khi vụ án xảy ra, mục tiêu mà hung thủ nhắm đến toàn là phụ nữ, tuổi từ 15 đến 30. Và khi đột nhập vào nhà, hung thủ đã cướp và hãm hiếp nạn nhân. Những vụ xảy ra có khả năng có liên quan đến 2 vụ mà chúng ta đang thụ lý. Alo, tôi nghe đây. Sao rồi? Báo cáo anh, trinh sát ngoại tiến báo về, có một kẻ có nhân dạng rất giống với kẻ tấn công chị Xuân xuất hiện ở khu vực gần đây. Có vẻ hắn đã đánh hơi được sự nguy hiểm. Cậu có nhìn rõ mặt đối tượng này không? Tôi chỉ nhìn được phía sau của hắn thôi. Tóc dài, tạ người thì giống với là của nạn nhân miêu tả. Đuổi theo. Có sao không?
Cậu để tôi xử lý, tiếp tục đuổi theo. Rõ thưa đồng chí. Có sao không? Tôi xin lỗi vì lúc đó đã làm mất dấu đối tượng. Cậu mới vào ngành, chưa có kinh nghiệm, mắc lỗi cũng là điều dễ hiểu. Nếu chúng ta có dấu vân tay thì có thể tra cứu tàn thư chứng minh nhân dân. Vậy thì cơ may tìm ra hắn sẽ cao hơn. Tôi cũng đang muốn điều đó, nhưng bên phòng kỹ thuật hình sự họ báo cho tôi là không xác nhận được dấu vân tay trên cây sờ beng mà chúng ta đã thu thập tại nhà của Tiên. Có phải là do trước khi chúng ta tìm thấy vật chứng đó, trời đã đổ mưa nên gây khó khăn cho bộ phận kỹ thuật hình sự, đúng không anh? Mời vào. Cậu ngồi đi. Anh xem cái này đi. Tháng vừa chịu dừng lại, đã 4 vụ tương tự xảy ra. Không những vậy, địa bàn hoạt động của tên này còn mở rộng ra huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các đồng chí, bằng mọi giá chúng ta phải bắt được hung thủ để phá được vụ án này. Rõ. Có phải người này đã tấn công chị không? Chính là, tôi chết tôi cũng không quên được gương mặt ác quỷ này. Đây là vị trí mà hung thủ đã ra tay. Hắn không thực hiện vụ cướp cùng một nơi, vì vậy phạm vi phanh dùng của chúng ta sẽ thu hẹp lại. Tôi đã gửi hành chân dung của đối tượng tới các địa phương và chỉ trừ duy nhất một khu vực này. Tốt, một cái bẫy hắn sẽ tự chui đầu vào. Về kề cám người của chúng ta tới đâu rồi? Báo cáo anh đã xong, chỉ chờ lệnh của chỉ huy là hành động. Kẻ đó hai ngày nay đã xuất hiện ở đây rồi. Và theo như thông tin tôi thu thập được, đối tượng tên là Võ Minh Chính, ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chính lang thang, lưu lỏng, lại không có nghề nghiệp ổn định. Muốn bắt được cướp phải bắt tận tay. Đã 3 tháng nay hắn không ra tay, kẻ đói thế nào cũng làm càn. Nó là ai? Cuối cùng bóng đen cũng xuất hiện. Dán đi.
Phòng các anh bộ tiếu đèn hay sao mà để tối thui vậy? Tôi không có thời gian đùa cợt với anh. Đề nghị anh trả lời câu hỏi. Câu hỏi gì? Giữa Minh Chính, anh có thừa nhận mình là thủ phạm đã gây ra gần 30 vụ cướp hiếp trên địa bàn 4 xã Tam Phước, An Phước, Long Phước và Phước Thái của Long Thạnh hay không? Cướp gì? Hiếp ai? Anh còn ngoan cố. Lúc anh bị bắt là anh đang tiến hành vụ cướp tiếp theo. Chưa đủ hay sao? Cướp một vụ đó có nghĩa là cướp nhiều vụ. Vì gần 30 nạn nhân toàn là phụ nữ, họ đã góp sức vào bức tranh này. Anh có muốn đối chất hay không? Tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ quên cái gương mặt bệnh hoạn của anh đâu. Anh có nhận tội hay không? Các anh đã nói như vậy rồi. Tôi nhận tội. Lấy cho bao thuốc. Thuốc gì anh? Thuốc gì cũng được. Cô anh 5.000. Nhà có một mình. Cẩn thận rồi. Em ở đây một mình bán quen lâu rồi. Anh cần gì nữa không? Dạ dạ. Mày hò hè thật nhiệt mày chết. Đưa cái kia luôn đây. Em xin anh, em đâu còn gì nữa đâu. Em xin anh, em không còn. Dạ, em còn, em còn. Vậy anh cướp nhiều vụ để làm gì? Cho cần tiền tiêu xài. Anh cướp được tài sản rồi, tại sao anh lại hiếp dâm nạn nhân? Để thỏa mãn. Tôi muốn gương mặt mình
hạnh của những người phụ nữ đó suốt đời. Pháp luật sẽ trừng trị tội ác của anh một cách công minh. Hung thủ đội tóc giả nhằm che giấu nhân dạng và tạo cho mình một khuôn mặt đáng sợ. Cầu thêm chi tiết này vào bản báo cáo rồi gửi lại cho tôi. Chính sẽ không biết tình cảm bệnh hoạn nếu như cuộc sống gia đình của hắn êm ấm. Từ trẻ mồ côi lớn lên, may mắn lập gia đình với một người phụ nữ, cứ tưởng cuộc sống cứ êm đẹp, nhưng không ngờ vợ của Chính lại theo người đàn ông khác. Hôn nhân đổ vỡ, kể từ đó hắn mới sinh ra tâm lý là thù hằn phụ nữ. Và rồi Chính tự biến mình thành một tên ác quỷ. Tôi thấy Chính đáng giận, nhưng cũng rất đáng thương.